Chào quý vị, nay mình đi chợ Tết mua sắm trái cây nha. Đây là chợ Cô Giang. Đây chợ này bán rau cải. Dừa rau cải. Nay 29 Tết rồi, mọi người chuẩn bị Tết thì chưa? 29 Tết thì đông đúc nhất là chợ. Sơm tụ nhất là chợ, mà có không khí Tết nhất là chợ. Đường Cô Bắc, khúc giữa rau cải. Xe rác cũng tấp nập luôn. Thanh long,
hàng bự quá trời bự luôn rồi. Trưa rồi nhưng mà chợ vẫn đông, thường là giờ này là họ đã tan chợ, nhưng mà cái phiên chợ của ngày Tết thì nó sẽ kéo dài. Đi chợ
trái cây xong mình đi mua với tiền vàng bạc nữa. Có mua hả? Mới có một loại rồi. Cái gì đó? Tiền vàng bạc. Nhiều trái cây hơn. Tay chân để bàn thờ ông địa ông bài với mua nhang đầy với tiền vàng bạc. Mua nhiều vậy, mấy dĩa mà nhiều vậy? Thì trái cây tươi không có gì, toàn là những loại trái cây mới hái ngày hôm qua hôm nay thôi chứ không có ngày trước đâu. À, mấy ngày này hút hàng dữ lắm. Mà